Và đây là thành phẩm trứng rán không cần mỡ, phồng tôm chiên không cần quá nhiều dầu, với nồi chiên không dầu Calip Q10 nhé. Các bạn chỉ cần thực hiện hai món ăn đồng thời này cùng một lúc là 10 phút, với thời gian là 7 phút, với trứng ở ngăn trên cùng ở nhiệt độ 200 độ. Sau đấy mình hạ trứng xuống ngăn thứ hai và mình sẽ cho phồng tôm lên ngăn trên cùng. Trong thời gian là 3 phút với nhiệt độ là 200 độ thì chúng ta sẽ được một mẻ như thế này. Tên, mời các bạn ăn sáng. Nào bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Wow, trứng rán này không cần, không bị bong chóc gì luôn nhá, hoàn toàn là lật rất là dễ dàng. Đó, các bạn thấy không, món trứng của chúng ta rất là ok, không lo bắn này. Phồng tôm này, phồng tôm mình sẽ bẻ cho các bạn thử xem nhé, rất là giòn.